Chị cảm ơn bé nhiều nha. Yêu bé. Em ở đâu vậy bé ơi? Hello chịu. Em ở đâu vậy bé? Hay ô. Trời ơi, dễ thương ghê luôn á. Chẳng lẽ giờ tôi sang Hồng Hài Nhi trời. Người gì đâu mà đáng yêu ghê á. Nha Trang ạ. Ôi giời ơi. Trời ơi, đã già dạ còn ạ à nữa sao mà chị chịu nổi hả bé? Có tin là chị rước em về nhà không? Rước về bây giờ đó. Ai biểu gì đâu mà già dạ rồi còn ạ à nữa. Trời đất ơi. Dễ thương phết à. Nói chứ A Sam nhỏ hơn chị hả bé? Chơi hả bé? Trời ơi, nay là cuối tuần luôn ý. Nay chị thấy là nhiều nhiều người đi chơi ở ngoài lắm luôn ý. Chú ý ông à đâu thấy đâu ai đi làm à giờ em chỉ có khi nào em bằng tuổi chị không bé chị sinh 2K1 á
Đúng rồi, mưa kiểu nó ẩm mốc á bé, nên đâm ra rất là
em tôi luôn. Phát hiện mùi sữa trong tay. Nhưng boss đừng lo, help đã có lên cả nhà ơi. Giúp em gạch 6k được không mọi người ơi? Sẵn sàng cho mọi người thất bại. Đã tháng này em chưa được 6k. Lên sạch khô thoáng, tỏa sáng đúng trước boss. Em còn 100 kim cương nữa là đủ 6k rồi, mọi người giúp em với được không ạ? Trời ơi. Lên nè. Lên đi. Em cũng chưa có được ạ. Ok.